lành thai Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học kỳ diệu pháp được an vui tiến hóa. Dạ kính dân mít đến huynh ạ. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sa Ca. Dạ, kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, ơn chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ ha? Ok. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Vi Diệu Pháp cho phần mục tiếp theo cái này vô bài mới ha. Đó là bài 14 sự. Thì chương trình của chúng ta cũng như thường lệ. Buổi cái phần đầu thì đọc Pali, phần thứ hai thì chúng ta vô phần bài học. Kính thưa quý vị, để bắt đầu chương trình học hôm nay chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tóm Tắt. Arahaṃ sammā sambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādayāmi Kato Bhagavata Thammo Thammang Lamassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamatulang Sasattham Mayanuttamang Apivadiyapasissang Apidhammattasanghang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chưa được kỳ diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài mới ha. Mời cô Nhật Quỳnh kích trá sang cái hồ và sự phối hợp để cùng thỉnh quý vị đọc ha. Không biết sư Đức có đó không, vô tỉnh sư Quan Hỷ đọc cho room được sống động trở lại. Dạo này bà con không thấy ai lên đọc nữa, như người ta làm biết. Nếu được con cũng tỉnh sư. Mô Bích Thà, dạ. Dạ, Nhục Quỳnh kính mời huynh kinh trở lại đạo tràng. Chắc ngài ngài bán cái rồi, ngài bán mít luôn rồi bữa nơi. Dạ, rồi huynh Nhục Quỳnh kính mời huynh kinh trở lại đạo tràng nha. Nam Mô Bích Thà, dạ. Dạ, Nam Mô Bích Thà, dạ. Dạ, huynh đọc đi mở hàng đi huynh. Tại vì huynh đọc Nhật Quỳnh bốt bài ra để cho đạo tràng thấy được bài học đó huynh. Chứ bây giờ Nhật Quỳnh vừa đọc mà vừa bốt bài thì rất là phân tâm. Chắc được ăn hụt dịch thôi à. Huynh thông cảm nha. Huynh cầm mic lại trở lại đi. Dạ, kính mời huynh. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Rồi, đọc boss cái bài mới ha. Chắc đọc phần nửa bài nó sẽ quên bài này hơi dài ha. Rồi, chúng tôi cũng đọc chậm chậm cho những người mới vô. Với bài Diễm Nguyễn Hồng Nhất Tâm Hạnh như Nguyễn Mộng như các vị mới vô thì mình đọc chậm chậm chút. Rồi, mấy học trò học học viên cũ đi đâu hết rồi cô Chị Quỳnh ơi. Lớp càng ngày càng vắng vẻ. Cô Như Quỳnh làm sao lớp ngày ngày vắng vẻ thì con. Rồi, chúng ta vô bài mới ha, bài này Kích Cha Sằng Ga Hồ Thoát Yếu Thoát Yếu Về Sự.
Kích cha sân ga hề, kích cha ní nà má. Ba tí sân thí, ba quần gác. Vách cha na đát sa na, qua na khà na giá na, xà giá na, phú sa na, sầm ba tích cha na, sân tì ra na, vót tha ba na, cha qua na, ta đà lầm ba na. Cú tí quá xê ná chút đá xa quýt thà ní phá hoành tí. Trong phần tóm lược về sự, có tất cả 14 loại là tục sinh, tiếp, hướng tâm, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tiếp thu, quan sát, xác định, động tác, tập di và tử. Ba tí sành thi phá quăng gà quách cha na bành trà huỳnh nhà nách thà nà đi quá xề na ba na tê sằng na sa thà thà na phê đồ quê đi tấp bồ. Lối phân loại các tâm này phải được hiểu rằng có 10 là tục sinh, hậu kiếp, hướng tâm, ngũ song thức, tức là năm thức á, là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm á, rồi cái năm mà tiếp thu, quan sát, xác định, động tác, tập di, tử, chấm 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 ha. Rồi. Ta tha đề ubek kha sa ha ta sang ti ra na ni che wa at tha ma ha wi ba ka ni cha na ru ba wi ba ka ni cha ti e ku na wi sa ti chit ta ri ma ti san thi pa wang ga chu ti kit cha ni na ma. Có 19 năm làm nhiệm vụ tục sinh, hậu kiếp và tử. Các loại tâm ấy là một, hai loại tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả. Hai, tám loại tâm đại quả thiện dục giới. Ba, chín loại tâm quả thuộc sắc giới và vô sắc giới. Vách cha na kích cha ni ba na đuề tất tha đát sa na sa qua na khà gia na xà gia na phu sa na sầm ma tích cha na kích cha ni cha. Hai loại làm nhiệm vụ hướng tâm cùng thế ấy, hai loại làm nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tiếp thu. Rồi, nữa bài không? Ok, rồi xin mời quý vị lên đọc nha. Rồi, xin mời cô Mít ta. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe được. Dạ, trước hết con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài học hôm nay. Kích chá xăng giá hô, toát yếu sự. Kích chá xăng giá hê, kích chà ní na má. Bát tí sành thí phá quần giá, quách chá na đát xá ná xá quá ná gà giá ná xà giá ná phú xá ná sầm bá tịch chà ná sàn tì ra ná quật tha bá ná chá quá ná tá đà lầm bá ná quýt tí quá xê ná quýt đá xá.
hòa ni phá hoàn tiếng. Trong phần tóm lược về sự có tất cả 14 loại là: một, tục sinh; hai, hộ kiếp; ba, hướng tâm; bốn, thấy; năm, nghe; sáu, ngửi; bảy, nếm; tám, xúc chạm; chín, tiếp thâu; 10, quan sát; 11, xác định; 12, động tốc; 13, thập di; và 14, tử. Patisanti phá hoàng gia quách chá ná banh chà quý nhà nát tha na đi quá xê ná bá ná tê xăng đá sát tha tha nát bê đô quê đi tắp bồ. Lối phân loại các tâm này phải được hiểu rằng có 10 là: một, tục sinh; hai, hộ kiếp; ba, hướng tâm; bốn, ngũ song thức, vân vân. Tát tha đê u bích kha xá há gát tá san ti rá na ní chê quá át thá má hà quý ba ca ní chá ná quá ru ba quý ba ca ní cha tí ê cu ná quy sa tí chích ta ní bá tí san thí phá quăng gá chút tí kích cha ní na má. Có 19 loại tâm làm nhiệm vụ tục sinh, hộ kiếp và tử. Các loại tâm ấy là: một, hai loại tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả; hai, tám loại tâm đại quả thiện; dạ DG là gì con? Con không biết đọc cho đúng. Ba, chín loại tâm quả thuộc sắc giới và vô sắc giới. Dạ con xin đọc lại phần này. Hồi nãy con nói con không biết đọc là gì. Thì bây giờ con xin đọc lại là: có 19 loại tâm làm nhiệm vụ tục sinh, hộ kiếp và tử. Các loại tâm ấy là: một, hai loại tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả; hai, tám loại tâm đại quả thiện dục giới; ba, chín loại tâm quả thuộc sắc giới và vô sắc giới. A quát chá ná kích chà lý bá ná đề thà đát xá ná xá quá ná gà giá ná xà giá ná phú xá ná xâm bát tích cha ná kích cha ní chá. Hai loại làm nhiệm vụ hướng tâm cùng thế ấy, hai làm nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tiếp thâu. Như vậy con xin hết, con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Alo, Nam Mô Bổn Sư ạ. Cô Dung Quỳnh ơi. Alo, nghe không? Alo.
Hello, nghe cô Diệu Quỳnh đây, thôi post hết luôn đi, đọc cho hết luôn 14 sự đi, tại cũng ít có người đọc, là post thêm lên luôn cho cô mới ta đọc tiếp luôn cho nó hết luôn. À, giờ cũng không có ai đọc là mình đọc đi, còn thời gian còn nhiều ha. Ok rồi, giờ chuẩn bị post lên hết luôn cho đọc luôn phần sau luôn, còn có đoạn nửa đoạn nữa đọc cho rồi đọc nửa chừng không không biết tới đâu. À, cái bài này thì nó rất là khó nha, bài này phải học kỹ, nhưng mà giờ mình đọc Pali trước để nắm được ý. Chưa lâu vậy rồi, có gì cô mới ta lên đọc tiếp nha. Dạ, xin mời cô mới ta. Dạ con xin đọc tiếp ạ. Tí ni sang tì ra na kích trà ni có ba loại làm nhiệm vụ quan sát. Mano đoà ra quát chá na mê quát bành chá đoà rê quát tha ba na kích chăng. Xà thề tí ý môn hướng tâm làm nhiệm vụ xác định trong tiến trình ngủ song thức. À quách chá ná đòa giá quách chí tà ni cú xá là cú xá lá quý già chích tà ni bình cha bình nhà xá cha quan ná kích trà ní. Ngoại trừ hai loại hướng tâm, 55 loại là 12 tâm bất thiện, 21 thiện, 8 dục giới, 5 thiền sắc giới, 4 thiền vô sắc giới, cộng 4 đạo, 4 quả. Bốn quả. Bốn quả siêu thế và 18 duy tác làm nhiệm vụ động tốc. Át tháp má ha quý bà cà ní chê quá san ti rán nát tá danh chà tí ê ca đá xá tá đà lầm bá ná kích chà ní tám tâm đại quả dục giới và ba loại tâm quan sát làm nhiệm vụ thập di. Tê số bá ná đề u bách kha xá há gá tá sàn tì rá ná chích tà ní bá tí sàn thí phá quăng gá chút tí tá đà rầm má ná sàn tì ra ná quá xề ná bành chá kích chà ní nà má trong các loại tâm hai tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả làm năm nhiệm vụ như tục sinh hộ kiếp tử thập di quan sát. Má ha quý bà cà ni át tha bát tích sàn thi phá quăng gá chú tí tá đa rằm má ná quá xề ná chá tú kích chà ní tám loại tâm đại quả dục giới làm bốn nhiệm vụ như tục sinh hộ kiếp tử và thập di.
Mahatgata vibhaka ni nava pati san thi phá quăng ga chú tí quá xê ná tí kích chà ni chính loại tâm quả đáo đại làm ba nhiệm vụ như tục sinh hộ kiếp và tử. Samanat xá xá ha gát tăng san tì ra năng tát đà lầm bá ná quá xê ná đú kích chăng tâm quan sát đồng phát sanh với thọ hỷ làm hai nhiệm vụ như quan sát và thập di. Tát tha quốc tha bá nhã nành chá quốc tha bá na quát chá ná quát xê ná cùng thế ấy ý môn hướng tâm làm hai nhiệm vụ như xác định và hướng tâm. Xê xà ni bá ná sắp bà ni bí cháp quá ná má nô thà tí cá banh cháu huynh nhà na ní giá thà xâm phá về cá kích cha ní tí tất cả những loại tâm còn lại động tóc ba ý giới và ngũ song thức chỉ là một nhiệm vụ duy nhất khi phát sanh. Bá tí san thà đá vô na má kích chá phê đề na chúa đá xá thà thà na phê đề na chích túc bà đa bá ca xí tà á thá sát thí tá thà đề chá na quát tha đề giá thà ca măng giá thác ca măng ê cá đùi tí chá tú bành chá kích chá thà na ni ních đi xề có tất cả 14 loại tâm được dạy tùy theo sự như tục sinh vân vân và 10 tùy theo lối phân loại dạ con xin hết dạ con cảm ơn thầy dạ con xin trả mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Phật Thầy Giáo, Nam mô Thầm Ngài, Nam mô Sư Giáo Giá. Dạ, con xin làm về Sư Trí Đức, con xin chào Thầy Kinh, con chào Đạo Tràng. Cô ơi, post bài dùm cho con. Con cảm ơn cô Metta. Chích chá sẵn cá hồ, tót yếu sự, chích chá sằng gá hề khích chá ní nà má bát tít sằng hí phá quá gá quá chàn ná đát xá ná xá quá ná gà giá ná xà giá ná hú xá ná sampatijana santirana votapana jawana tadalang pana
kuti wa sesa kuda 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 da kudasa, sorry, confusing somehow, kudasa wi tani pawanti. Trong phần tóm lược về sự có tất cả 14 loại là một tục sinh, hai hộ kiếp, ba hướng tâm, bốn thấy, năm nghe, sáu hửi, bảy nếm, tám xúc chạm, chín tiếp thâu, 10 quan sát, 11 xác định, 12 động tốc, 13 thập di và 14 tử. Patisangtri phagavanga vajana bancha vinyan athana di vasena pana te sangdasa tha thana hedo veditapo. Loại lối phân loại các tâm này phải được hiểu rằng có 10 là: một tục sinh, hai hộ kiếp, ba hướng tâm, bốn ngũ song thức, vân vân. Tát thà đề upak ka sa ha ga pa sang ti rằng nani che wa atha maha win ba ka ni cha na wa rupa rupa vi ba ka ni ekna pati ta ni ba tit sang tri pao ga quy chích chà ni nam ma. Cái chữ nó bị cắt đó cô. Có 19 loại tâm làm nhiệm vụ tục sinh, hộ tiếp và tử. Các loại tâm ấy là: một, hai loại tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả; hai, tám loại tâm đại quả thiện dục giới; ba, chín loại tâm quả thuộc sắc giới và vô sắc giới. Avajjana citta ni pana de ta thadasana savana gayana gayana husana husana sampatti chana citta ni cha. Hai loại làm nhiệm vụ hướng tâm cùng thế ấy, hai loại làm nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tiếp thâu. Dạ, con xin xuống đất ạ, con có sai xin huynh sửa giùm. Dạ, mô Phật. Dạ, sa thủ xích duyên. Giỏi lắm rồi. Dạ, mời bàn tay Châu Nguyễn, mời bàn tay xích Trần Đạo ạ. Dạ, cảm ơn chị Meta, cảm ơn Châu Nguyễn cho Nhật Quỳnh được tín hiệu. Rồi, mời Châu Nguyễn hay là Trần Đạo đánh tù tì đi. Dạ, không, dạ, Nhật Quỳnh có bổn phận bốt bài nên quý vị đọc trước rồi đặng Nhật Quỳnh nhái nhái theo vậy mà. Rồi, đưa tay lên Châu Nguyễn.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Vạch Trang, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy và con kính chào toàn đại đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Metta, Xích Duyên đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài ạ. Kích cha sằng gá hồ toát yếu sự. Kích cha sằng gá hề kích chằng nà má. Bá tí sằng thí phá hoàng gá quát trá ná đá xá ná. Xá hoa ná khà giá ná xà giá ná phú xá ná sầm bá tích trá ná sàn tì quá ná quát thá bá ná trá quá ná tá đà làm bá ná chú tí quá xề ná chút đá xá quý thà ní phá hoàn tí. Trong phần tóm lược về sự có tất cả 14 loại là tục sinh, 1. Tục sinh, 2. Hậu kiếp, 3. Hướng tâm, 4. Thấy, 5. Nghe, 6. Ngửi, 7. Nếm, 8. Xúc chạm, 9. Tiếp thu, 10. Quan sát, 11. Xác định, 12. Động tốc, 13. Thập di và 14. Tự. Bát tí sàn thí phá hoành gà quát trá nắp quát trá nắp bành trà huynh nhà nắp thà nà đi quá xì ná bá nắp tề sàn đá xá thà thà ná phê đồ quý đề quê đi tắp bù. Lối phân loại các tâm này phải được hiểu rằng có 10 là 1. Tục sinh, 2. Hậu kiếp, 3. Hướng tâm, 4. Ngũ song thức. Tát thá đuê, ú bê khà sá há gá, tá sàn tì ra nè ní, chê quá ách thá má hà quý bà ca ní. Cha na quá rù bà rú rù bà rù báu quý bà ca ní cha tí ê cù na quỳ xá tí chít tà ní bá tí sàn thí phá hoàng gá chú tí kít cha ní nà má. Có 19 loại tâm làm nhiệm vụ tục sinh, hậu kiếp và tự. Các loại tâm ấy là 1. Hai loại tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả. 2. Tám loại tâm quả đại thiện nhục giới. 3. Chín loại tâm quả thuộc sắc giới và vô sắc giới. Vajrayana kích chà ni pa na đuê ta thà đá sa na sa wa na khà giá na sa giá na phú sa na sam ba tích cha na kích chà ni cha. Hai loại làm nhiệm vụ hướng tâm cùng thế ấy, hai loại làm nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tiếp thu. Dạ con đã đọc xong. Dạ con đọc có sai thì sửa giùm con. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài ạ. Con kính nhân mít lại do đạo tràng ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và cảm ơn cho Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ sa thứ bàn tay Trần Đạo, mời Trần Đạo nghe.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Gia Giá. Con kính đảnh lễ Chư Phật Trí Đức, kính chào Vinh Kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin trả bài ạ. Kích chá sang gá hồ, toát yếu sự. Kích chá sang gá hề, kích chà ní nà má. Bá tí sang thí, ba quăng gá, quát chá ná, đá xá ná, xá quá ná, khà giá ná, xà giá ná, phú xá ná, sầm bá tích chá ná, sầm tì ra ná, quát thá ba ná, chá quá ná, thà đà lầm ba ná, cú tí hòa xê xê đá cút đá xá quý thà ní ba hoàng tí. Trong phần tóm lược về sự có tất cả 14 loại là: thứ nhất là tục sinh, thứ hai là hộ kiếp, thứ ba là hướng tâm, thứ tư là thấy, thứ năm là nghe, thứ sáu là ngửi, thứ bảy là nếm, thứ tám là xúc chạm, thứ chín là tiếp thâu, thứ mười là quan sát, thứ mười một là xác định, thứ mười hai là động tốc, mười ba là thập vị và mười bốn là tử. Ba tí sang thí ba quăng gà quách chá ná phần cha vì nhà nát thà nà đi quá xề ná ba ná tề sằng đá xa thà thà ná bề nà về đi tắc bồ. Loại phân, lối phân loại các tâm, tâm này phải được hiểu rằng có 10 là: thứ nhất là tục sinh, thứ hai là hộ kiếp, thứ ba là hướng tâm, thứ bốn là ngũ sân thức, vân vân. Tát thá đuê u bê kha sa ha ga ta sang tì ra na ni chê quá át thá ma hà quý bà cà ni cha na quá rù bà rù bá quý bà cà ni chà tí ê cô na vi sa tí chít tà ni pa tí sang thí ba quăng gá chú tí kít chà ni nà má. Có 19 loại tâm làm nhiệm vụ tục sinh, hộ kiếp và tử. Các loại tâm ấy là: thứ nhất là hai loại tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả, thứ hai là tám loại tâm đại quả thiện dục giới, thứ ba là chín loại tâm quả thiện quả thuộc sắc giới và vô sắc giới. Avacchana kicca ni bana đuề ta tha dasana sawana khà yana sa yana phu sana sambati chana kicca ni cha. Hai loại làm nhiệm vụ hướng tâm, cùng thế ấy hai loại làm nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tiếp thu. Dạ con xin, dạ đã hết bài rồi ạ. Dạ con xin gửi mít lại đạo tràng, hôm nay cũng hơi phân tâm tại vì đứa cháu nó quậy quá. Dạ xin lỗi đạo tràng nha, dạ trật tạo xin xuống mít ạ. Dạ sa thú sa thú, kính cảm ơn xích đầu. À, cha cháu ngoại đọc phụ và ngoại hay quá. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn, một lần nữa con hành kính đảnh lễ.
Đức Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính đại quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép được trả bài và cũng xin phép là không có bốt bài. Dạ, đọc trong này chứ bốt bài ra chắc ăn hụt dịch quá. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ ạ. Nếu mà vị nào đọc thì Nhật Quỳnh Nhật Quỳnh sẽ bớt, còn Nhật Quỳnh đọc thì Nhật Quỳnh xin phép nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kích cha sanh ga hồ tất yếu sự, kích cha sanh ga hề kích cha ni na ma ba ti sanh thi hoa hoàn ga quát cha na đa sanh na sa quan na khà cha na sa cha na hu sanh na sam ba ti cha na sàn tì ra na quất tháp ban na cha quan na tát đà lầm ban na chút ti qua sề na chút đa sa vi thà ni pháp hoàn ti. Trong phần tóm lược về sự có tất cả 14 loại là: một sinh, hai hậu kiếp, ba hướng tâm, bốn thấy, năm nghe, sáu ngửi, bảy nếm, tám xúc chạm, chín tiếp thâu, 10 quan sát, 11 xác định, 12 động tác, 13 thập di và 14 tử. Bát tinh san thì bát hoàn gà quát chánh nắp bành trà quỳnh nhà nát thà nà đi và sề nắp ban nát tề sằng đất sắt thà thà nắp bè đáp hề đờ quề đi tắp bồ. Lối phân loại các này phải được hiểu rằng có 10 là: một tục sinh, hai hậu kiếp, ba hướng tâm, bốn ngũ song thức, vân vân. Ta thát đề ubet kha sa ha ka ta san ti ra na ni chề quá át tham ma hà quý bà cà ni chanh na quá rù bà rù ba quý bà cà ni chà tích ê cù na quỳ sa tích chít tà ni ba ti sàn thí pha hoàn gá chư tích kích chà ni nà ma. Có 19 loại tâm làm nhiệm vụ tục sinh, hậu kiếp và tử. Các loại tâm ấy là: một, hai loại tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả; hai, tám loại tâm đại quả thiện dục giới; ba, chín loại tâm quả thuộc sắc giới và vô sắc giới. A quát cha na kích cha ni ban na đề ta thà đa san na sa quan na kha cha na sa cha na khu sa na sam bát tích cha na kích cha Nicha. Hai loại làm nhiệm vụ hướng tâm cũng thấy ấy, hai loại làm nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tiếp thu. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh đã trả bài trong. Kính cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Dạ, vị nào còn, dạ, kính tri ân huynh kinh. Dạ, vị nào còn trả bài không thì đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, vậy là chắc không còn bàn tay nào nữa. Đại Đức Pháp Trang thì nhà sư nói là sư thấy chữ nhỏ lắm, mà máy của sư thấy chữ nhỏ lắm, sư không có đọc được nên con không có dám thỉnh sư, nhưng mà sư để nít trong đạo tràng là quan hỷ lắm rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời huynh kinh đăng đàn để đạo tràng được học bài học ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh cũng kính mời cho Nguyễn bớt bài dùm nha. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời huynh kinh ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, đây xa thứ, xa thứ. À, hôm nay chúng ta học vô một cái bài cũng rất là quan trọng, cũng rất là khó ha. Thật sự khi mình đã nắm những cái căn bản lúc đầu thì chúng ta học cái bài này thì nó cũng không có gì, nó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có nắm vững thì nó hơi khó xíu, và thôi chúng ta học chậm chậm xíu ha.
Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ vô cái bài học Kích Chá Săn Rõ Hồ, sự phối hợp. Kích Chá Săn Rõ Hồ, sự phối hợp. Đây, cái này học chậm cái khoái lắm. Sợ có luôn. Rồi, xuống dòng. Phân loại sự. Hai chấm. Phân loại sự. Phân loại sự xuống dòng. Có 14, hai chấm. Một, sự tục sinh. Hai, sự hộ kiếp. Ba, sự thấy. Bốn, sự nghe. Năm, sự ngửi. Sáu, sự nếm. Bảy, sự cảm xúc. Tám, sự hướng tâm. Chín, sự tiếp thu. Mười, sự quan sát. Mười một, sự xác định. Mười hai, sự động tác. Mười ba, sự thập di. Mở ngoặc, mót hay na cảnh. Sự thập di, mở ngoặc, mót hay na cảnh. Na 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 đó, đúng rồi, mót hay là na cảnh. Bây giờ nhiều chỗ tôi dùng cái chữ đó mình phải biết ha. Bây giờ tôi nói là thuộc về na, này là thuộc về tâm, thuộc về làm việc na cảnh thì mình mới biết là thập di, hoặc là với tâm làm việc mót thì mình cũng biết nó là thập di. Rồi, số 14 là sự tử. À, tức là phân loại sự, tức là phân loại công tác của nhiệm vụ của từng của các loại tâm mà mình đã học ha. Từ tâm tham, tâm bất thiện, tâm vô nhân, tâm dục giới tịnh hảo, tâm báo đại, tâm siêu thế đó, thì nó nằm trong 14 cái sự này, tức là 14 cái công việc, cái nhiệm vụ phận sự của nó. Ví dụ như sự tục sinh, tức là tâm làm cái việc để mà tục sinh. À, nó có phần sự cái tâm đó để làm cái việc để tục sinh lại một cái sống mới. À, thì cái đó những lời tâm nào chúng ta sẽ học sao. Rồi cái tâm làm hộ kiếp, tức là sự hộ kiếp, tức là tâm làm việc hộ trì kiếp sống, gìn giữ kiếp sống của mình trong từ lúc tục sinh, sau khi cái sát na tục sinh cho đến khi tâm tử, à, trước khi tâm tử, thì đó là rồi sự hộ kiếp. À, rồi tới sự thấy, tức là cái tâm làm việc thấy, là nhãn thức làm việc thấy, hay làm việc thấy. Sự nghe, tức là làm cái phần sự để nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tức là năm cái này, à, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cảm xúc, à, là những cái loại tâm nó làm phần sự đó. Rồi số 8 là sự hướng tâm, tức là những loại tâm làm phần sự là hướng về đối tượng, tức là sự hướng tâm. Rồi tiếp thâu là những cái loại tâm nó làm cái phần sự, nó tiếp thâu cái đối tượng vào, tiếp thâu cái cảnh đó vào. Rồi tiếp thu xong nó mới làm phần sự, là nó quan sát cái đối tượng đó.
À, rồi sau đó nó làm phần sự số 11 là xác định cảnh, tức là sự xác định, làm phần sự là xác định. Rồi số 12 là sự động tốc, làm phần sự là châu á ná, động tốc là sự tạo nghiệp đó, là số 12. Số 13 là thập di, tức là những cái tâm làm việc sau cái động tốc đó, nó hưởng dư sót, hưởng dư tàn lại của cái động tốc đó, thì được gọi là sự thập di, hay là mót, hoặc là na cảnh. Rồi thứ 14 là sự tử, tức là làm phần sự là để chấm dứt một cái đời sống. Chẳng hạn như chúng ta tục sinh, là sanh ra là có cái tâm đầu tiên là tục sinh, nhưng mà cuối cùng chúng ta chấm dứt cái đời sống của mình, thì lúc đó cái tâm nó làm phần sự là tử, chấm dứt cái đời sống. Rồi thì được gọi là sự tử. Thì như vậy qua cái 14 sự này chúng ta sẽ thấy rõ ràng ra, thấy một rành mạch ra tất cả những cái công việc, những cái phần sự của tâm mình để làm, theo tùy theo cái loại tâm nó sẽ làm những phần sự như thế nào. Chúng ta sẽ hiểu một cách rõ ràng hơn. Chẳng hạn như giờ mình nói họ không biết là người có tái sanh, có tục sinh hay không, thì chúng ta học này chúng ta sẽ thấy, nếu mà không có cái tâm tục sinh này thì làm sao có cái đời sống. Giống như là giờ cha mẹ rồi phối hợp với nhau, rồi nếu mà không có một cái sát na tục sinh này sanh vô thì làm sao có sự sống. Cho nên đây là xác định để chúng ta biết là có một số loại tâm nó làm một cái phận sự để mà nối liền cái sống, tức là tái tục lại, trả lại cái sống. Và khi mà có cái sự tái tục cái sống này rồi thì thôi, tâm mà nó sanh thì nó diệt, thì sau đó nó phải có những cái loại tâm để đi gìn giữ cái đời sống đó. Thì chúng ta sẽ có những cái loại tâm được gọi là hộ kiếp, là hộ trì kiếp sống, là gìn giữ kiếp sống đó, những loại tâm làm phần sự đó. Rồi như vậy trong cái đời sống hàng ngày của mình, mình sống thì mình có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, thì phải có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, thì phải có như vậy thì có những cái loại tâm nó làm phần sự như cái đó. Cho nên chúng ta học cái bài 14 sự này là chúng ta sẽ thấy rõ cái sự diễn tiến của, thứ nhất là chúng ta thấy phận sự của các loại tâm, thứ hai chúng ta sẽ thấy sự diễn tiến của tâm theo như lộ trình của tâm tâm thức của mình. Như vậy cũng thật là có gì khó lắm ha, chứ bây giờ để ý xíu bây giờ sẽ thấy được cái này ha. Rồi nắm được không, nắm sơ chưa quý vị? Alo, cho biết đi, cho xin cái bông đi. Cần không? Ship Trần Đạo có em bé rồi, nó em bé ẩm em bé kế bên đọc kinh Bali em bé con hay cháu với mày đừng nói con nha. Rồi ok làm có con chắc nè, mình thêm cái một cái sự gì nữa này. Cái sự này sự gì rồi mắc cười rồi tiếp theo sự phối hợp tâm, sự phối tâm và tâm sở, sự phối tâm và tâm sở. Đây đúng rồi, là chúng ta học vào cái phần sự 14 sự đó, và mình học về cái sự mà nó phối hợp với tâm và tâm sở như thế nào. Thứ nhất, sự tục sinh, có tí sanh thí, sự tục sinh. Dòng gạch đầu dòng tâm hai chấm có 19 tâm, tâm hai chấm có 19 tâm mở ngoặc. Tâm hai chấm có 19 tâm mở ngoặc, hai tâm quan sát thọ xả cộng tám tâm quả dục giới tịnh hảo cộng chín tâm quả đáo đại,
hai tâm quan sát thọ xả, cộng tám quả dục giới, tám tâm quả dục giới tình hảo, cộng chín tâm quả đáo đại. Rồi. 9 hàng chắc là sẽ 8 tâm quả dục giới tình hạnh. 8 tâm quả đó là rồi. Ok. Rồi về tâm sở. Hai chấm. Tâm sở hai chấm. 33. Tâm sở. Ba tâm sở mở ngoặc, 13 tâm sở tự tha, cộng 20 tâm sở tịnh hảo, trừ 3 giới phần và 2 lượng phần. Bây giờ mình viết tắt như đây cho nó 13 tâm sở tà tha, 20 tâm sở tịnh hả, trừ 20 trang quá vô, trừ 2 trừ 3 trừ 3 giới phần thôi, bỏ cái hai vô lượng phần đi, hai phần không cần tính tới vô. Và như vậy là có 35, sửa lại cho này xíu đi. Tại vì đây nó có tính vô tới tâm đáo đại đúng không? Thì nó ghi lại tâm sở có 35 tâm sở. 13 tà tha, 22. Sửa lại xíu đó. Hai mươi hai chứ không phải là 20, 22 sửa lại số 22. Rồi, đúng rồi. Rồi như vậy cái sự tục sinh mình ghi lại nguyên nguyên cái cho nó dễ hiểu, hai sự tục sinh nó có là 19 tâm, tâm thì có 19 tâm, hai tâm quan sát thọ xả, tức là hai tâm quan sát thọ xả quả thiện và quả bất thiện đó, và hai tâm quan sát thọ xả đó, à, rồi tám tâm quả dục giới tịnh hảo, tám quả dục giới tịnh hảo mình biết phải không, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ đó, là tám cái đó làm việc tục sinh, và chín tâm quả đó đại, tức là năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả vô sắc giới là chín tâm quả đó đại. À, như vậy là đúng không, ghi lại hết chưa, ghi lại rõ lại hai phần luôn cho nó thành cái bài luôn. Rồi đó, mình ghi vậy, mình gom lại mình dễ thấy không? Đúng chưa? Thì như vậy, cái sự tục sinh tức là cái tâm mà làm cái công tác tục sinh á, mà tái sanh trở lại đó, là công tác tục sinh đó, thì nó có 19 loại tâm. Thứ nhất là hai tâm quan sát thọ xả, tức là chúng ta học là tâm quan xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, đúng không? Là hai tâm quan sát thọ xả. Hai tâm này nó làm công tác tục sinh.
À, một cái là tục sinh thuộc về bất thiện, thuộc về cõi khổ, hai là cái tục sinh thuộc về cõi cõi lạc. À, thì đó là hai tam quan sát nó làm phận sự đó. À, rồi tới là tám tâm quả dục giới tình hảo. Tám quả là những cái tám cái tâm thuộc về tâm dục giới. À, thì nó làm công tác tục sinh và những cõi an lành, cõi vui, cõi tốt, như cõi người, cõi trời chẳng hạn, thì đó là tám tâm quả dục giới tình hảo làm công việc đó. Rồi chín tâm quả đó là năm tâm quả sắc làm công tác tục sinh ở trời sắc giới, và bốn tâm quả vô làm công tác tục sinh ở cõi trời vô sắc. Thì như vậy chúng ta có là 19 tâm cùng với thì như vậy chúng ta có sự tục sinh là có 19 tâm. Rồi bây giờ xuống dòng cách tục sinh. Cách tục sinh a nhỏ đó, cõi khổ hai chấm, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Dòng cách đầu dòng tâm hai chấm, một tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, một tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm hai chấm, một tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Dòng cách đầu dòng tâm sở hai chấm, 10 tâm sở, 10 tâm sở mở ngoặc, 7 tâm sở biến hành cộng tâm tứ tán giải, trừ gần hỷ dục, 7 tâm sở biến hành cộng tâm tứ tán giải trừ gần hỷ dục, tức là 10 ha. Rồi đó là cách tục sinh thứ nhất, là cái a là cõi khổ, tức là những cái chúng sanh như tục sinh làm súc sanh, là những loài bàn sanh, những súc sanh đó, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Thì khi những chúng sanh mà bị sanh vào những cái cõi giới này đó, sanh vào làm cõi khổ, sanh vào ngạ quỷ hay là Atula, địa ngục, súc sanh đó, thì nó có cái loại tâm làm tục sinh cõi đó, chỉ một loại tâm thôi, tức là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. À, trong cái tâm quả bất thiện vô nhân chúng ta học thấy nó có bảy đúng không? Nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, rồi tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân và quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì cái tâm quan sát này á, nó đủ lực, nó đủ, nó những gì nó đầy đủ, nó khả năng để nó làm cái công tác tục sinh. Còn những cái thì không thể làm được, như tiếp thâu thì cũng chưa đầy đủ. Còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì nó làm riêng cái phận sự của nó, mắt tai mũi lưỡi thân thuộc về những cái đó, làm những cái phận sự riêng của mỗi cái đó. Thì trong cái cõi khổ chỉ có một tâm là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, làm công tác tục sinh vào cảnh giới súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Và nó tùy theo cái nghiệp lực nó đưa đẩy, ví dụ tục sinh tâm quả thân quan sát và xả quả thiện vô nhân này, sanh và cõi súc sanh thì nó cũng ẩn tàng bên trong đó là vô số những cái duyên hệ trong đó, phải sanh vào loại súc sanh, hoặc là phải sanh vào ngạ quỷ, hoặc là phải sanh vào Atula, địa ngục, vân vân. Nó tùy theo duyên nghiệp của nó mà nó đưa. Nói chung là chỉ có một cái tâm đó nó làm phận sự đó. Bên trong đó thì nó có đi kèm theo đó những cái nghiệp quả, nhân quả nó đi theo ha. Thì chúng ta không thể nào mà biết được cái vấn đề đó được, ngoại trừ Đức Phật biết người đang vào cõi nào. Chúng ta không thể biết được. Bây giờ chúng ta học mình chỉ biết được đây là một cái tâm này nó làm cái phận sự,
đưa chúng sanh đi vào những cõi khổ này. Nếu mà trong cái đời sống giờ phút lâm chung mà mình khởi lên một cái tâm bất thiện, chẳng hạn như mình thấy mình đang sát sanh, đang giết người, hay đang cướp của, hay đang trộm cắp gì đó, thì những cái tâm đó, những cái lộ động tác cuối cùng đó, nó sẽ tới lúc tử nó cho cái tâm quả được sinh này. Tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện nhân này sanh vào một trong bốn cõi khổ này. Nó tùy duyên, nó tương ứng vậy. Cho nên đây là cái chúng ta biết rõ là khi mà người mà tục sinh vào cõi khổ thì do một cái tâm này làm việc, và những cái tâm sở đồng sanh chung với nó, thì có 10 tâm sở và 7 tâm sở biến hành xúc thọ tưởng tư nhất hành mọi quyền tất ý, 7 tâm sở biến hành đồng chung không, cộng tầm tứ thắng giải, bị cảnh tầm tứ thắng giải, nhưng mà trừ cần thể dục. Bởi vì tâm này nó không có những cái tâm sở cần thể dục đi đồng sanh chung với nó, cho nên nó chỉ có 10 cái tâm sở đồng sanh chung với nó. Như vậy cõi khổ xuất sanh ngạ quỷ Atula địa ngục xác định là một tâm quan sát thọ xả bổ thiện vô nhân làm công tác tục sinh. Rồi đó, quý vị nắm được. Alo, wow, được không? Rồi B, cõi vui hai chấm, cõi vui khổ là giờ học qua cõi vui hai chấm, có ba, có ba hai chấm, người lạc vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân. Có ba, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân. Rồi, đó là có ba loại người tục sinh, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân. Rồi xuống dòng, đánh cái bông qua thị đầu dòng ha. Người lạc vô nhân hai chấm, người lạc vô nhân. Rồi xuống dòng, dòng gạch vào dòng cái âm hai chấm, quan sát thọ xả quả vô nhân, quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Rồi tâm sở hai chấm, có 10 tâm sở cũng giống như cái trên ha, dưới đây cũng có 10 tâm sở. Rồi giỏi, xà hữu à, giỏi quá. Rồi thấy không, gạch đánh cái mông rồi không, người nhị nhân hai chấm, người nhị nhân hai chấm, dòng tâm hai chấm, bốn tâm đại quả thiện ly trí dục giới, bốn tâm đại quả ly trí dục giới, bốn tâm đại quả thiện ly trí dục giới. Rồi xuống dòng tâm sở hai chấm, 34 tâm sở. Mười ba tạ tha, 19 tâm sở tịnh hảo, 2 với 10 23, 19, 2 chọc 2 chọc 33,
khoan 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 sửa sửa lại cho mày xíu này ha, bị lộn xộn. Sở tờ tha còn 3. 19 tâm sở tịnh thảo. 19 là tịnh thảo biến hành, 19 tâm sở tịnh thảo biến hành là bao nhiêu? Mười ba mười chín là 32 chứ 34 rồi sửa lại lòng sao đi 13 19 trừ ba giới phần hai vô lượng phần và trí, trừ ba giới phần hai vô lượng phần và trí. Cộng cộng cái này lấy nhức đầu luôn. Ghi lại tâm sở 32 tâm sở 13 tạo tha 19 tâm sở tự hỏi biến hành trừ 3 giới phần 2 vô lượng phần và trí. Hai phương phần và trí là trí trí tuệ đó, và sở hữu tự quyền đó, trí tuệ đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đó là người nhị nhân ha. Rồi tới người tam nhân vô thiền, cái dòng là dòng cái bông đầu dòng người tam nhân vô thiền là không có thiền á, người tam nhân vô thiền hai chấm. Cái dòng tâm bốn tâm đại quả thiện hợp trí dục giới, bốn tâm đại quả thiện hợp trí dục giới. Bốn tâm đại quả thiện hợp trí dục giới, đúng rồi. Tâm sở 33 13 tà tha 20 tâm sở tịnh hảo trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần. Ba mươi ba tâm sở tờ tha cộng 20 tâm sở tịnh hảo trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần. Được chưa? À, gom lại cái cho nó gọn trước đi. Thì tam nhân vô thiền, bốn tâm đại quả thiện hợp trí dục giới. Tâm sở 33, 13 tâm sở tà tha, 20 tâm sở tịnh hảo trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần. Rồi đúng rồi ha. Rồi xuống dòng đánh cái bông rồi dòng nữa, người tam nhân hữu thiền, hữu là có,
Hữu thiền hai chấm. Người tam nhân hữu thiền, rồi đúng rồi. Cái dòng tâm hai chấm. Chính tâm quả đáo đại. Chính tâm quả. Mở ngoặc năm tâm quả sắc giới, bốn tâm quả vô sắc giới. Tâm chính tâm quả đáo đại, mở ngoặc năm tâm quả sắc giới cộng bốn tâm quả vô sắc giới, đóng ngoặc. Rồi, xuống dòng tâm sở có 35. Sở có 35. 13 tâm sở tờ tha cộng 22 tâm sở tình hảo trừ 3 giới phần. Tâm sở có 35. 13 tâm sở tờ tha và 22 tâm sở tình hảo trừ 3 giới phần. 22 tâm sở tình hảo trừ 3 giới phần. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, như vậy chúng ta trả lại về lại gom là hết từ đầu tới từ cái cõi vui hết đi. Cõi vui chúng ta thấy là có ba loại hạng người, là người lạc vô nhân, tức là người mà tục sinh làm người lạc vô nhân, tức là cái tâm tục sinh nó không có những cái nhân đồng sanh chung thì kêu là người lạc vô nhân. Nhân tức là chúng ta biết là học nhân là có sáu nhân: nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si, tức là sáu nhân. Còn cái người lạc vô nhân này là cái tâm tục sinh của họ không có nhân thì được gọi là người lạc vô nhân. Rồi người nhị nhân tức là người tục sinh, trong đó cái tâm tục sinh có hai nhân là vô tham vô sân, là người nhị nhân. Còn người tam nhân thì có ba nhân là vô tham vô sân vô si, thì gọi là người tam nhân. Thì như vậy cõi vui có ba loại, có ba loại người: người lạc vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân. Chưa? Rồi chúng ta đi xuống, đi vô từng phần. Tức là về người lạc vô nhân, tức là người tục sinh là chúng sanh đó. Người đem hiểu là chúng sanh đó. Tục sinh làm người được an lạc hơn người khổ, được sống được vui hơn, được hạnh phúc hơn. Người lạc được gọi là người lạc. Nhưng mà vô nhân tức là cái tâm tục sinh của họ không có cái nhân chủng đồng sanh chung, tức là không có những cái nhân thiện để đồng sanh chung đâu đó, thì được gọi là người lạc vô nhân. Đó là người lạc vô nhân. Có gì lắm được chưa? Thì người lạc vô nhân cái tâm tục sinh của họ là tâm gì? Là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Tức là cái tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân này làm công tác, làm phận sự tục sinh làm người lạc vô nhân. Bởi vì cái tâm này là cái tâm thuộc về tâm quả thiện. Quả thiện là cho cái đời sống an vui, thì quả thiện nhưng mà quả thiện vô nhân. Thì tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân tục sinh làm người lạc vô nhân. Có gì nắm được cái này chưa? Tức là khi mà một người được sau giờ giờ phút lâm chung mà tử tục sinh nó lại bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân thì sanh làm một người lạc vô nhân. Tức là những người mà chúng ta thấy giờ nó con người mà sanh, nếu mà người mà sanh làm người lạc nhân này đó, thì chúng ta thấy là sanh làm người, cũng sanh làm người, không sanh làm súc sanh ngạ quỷ A-tu-la địa ngục, cái đó là cõi khổ mà cái này cõi vui. Thì khi sanh làm người tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân này á, thì bởi vì nó thiếu tâm tư, thiếu thiếu tư tiền thể hiện tư hậu rồi đó, thì nó sanh làm tục sinh cũng làm người, nhưng mà người bị dị tật, người sanh ra bị trong bụng mẹ vừa tục sinh trong đó, là khi mà sanh ra là bị sứt môi, sứt mũi, bị khùng, bị điên, bị gì đó, bị những cái bệnh chứng bệnh từ trong bào thai mẹ.
cũng sanh ra cũng làm được người, nhưng mà thuộc về người mà không có được hoàn chỉnh, không có được mà bình thường, không có được có trí tuệ, thì được gọi là người lạc vô nhân. Cho nên khi mà chúng ta có nhiều bà mẹ có con xong sanh ra nó bị này bị kia đó, gì vậy? Người gì, người kho là người gì? Đây là người lạc nha, người lạc chứ không phải người khổ nha. Người lạc bây giờ được sanh làm người nhưng mà nó không có đủ, nó cái tại vì do cái thiện phước làm nó còn yếu, nó không có đủ cho để nó cho được sanh làm người tốt đẹp đầy đủ, cho nên sanh ra làm người dị tật, bị cùi đuôi sứt mẻ vậy đó. Lúc mà sanh ra trong ở trong bụng mẹ rồi khi lớn lên là bị thiếu, bị khiếm khuyết, sanh ra chẳng hạn như bị mù hay là bị điếc hay là bị câm hoặc là bị sứt môi hay là bị dị tật gì đó, từ trong bụng mẹ. Thì sanh ra có bây giờ thì khoa học ngày nay người ta có thể thấy được, ví dụ khoảng chừng mấy tháng người ta sẽ đi x-ray, người ta đi soi á, như mấy người nữ thì chắc biết như này, đi soi ta thấy được, ta biết được là em bé có bị gì không. Thì nếu mà bị thì người đó là người thuộc về người lạc vô nhân, tức là người đó tục sinh bằng tâm quan sát tỏa xả quả thiện vô nhân, sanh ra làm người lạc vô nhân, tức là chịu khuyếm khuyết, không có đủ đầy đủ phước thiện tròn đủ. Cho nên chúng ta khi mình làm việc thiện việc phước là nhiều khi mình làm mà nó thiếu tam tư, thiếu tư tiền, thiếu tư hiện, thiếu tư hậu, thiếu thiếu đủ thứ mà nó sanh ra nó bị yếu, cái phước nó yếu nó cho làm đa sinh ra, đúng rồi, nên là người lạc vô nhân đó. Cho nên khi mà mình làm phước thì mình cũng nên cố gắng mình tác ý cho nó tốt hơn, chứ thôi rủ sanh làm người lạc vô nhân cũng phiền não lắm, sanh ra đi niễn 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 bị bệnh như Mongolis á, mấy cái đứa nhỏ mà quý vị thấy nó giống giống nhau đó. Mấy đứa mà sanh ra cái mặt nó giống nhau đó. Có ai thấy mấy người đó chưa, mấy đứa sanh cái mặt nó mấy mấy hai mắt nó xết xết nhiều bệnh Mông Cổ đó, là bệnh Mông Cổ mà thấy đứa nào nó giống nhau đó, thì nó tục sinh do làm tâm quan sát và xả quả thiện của nhân, nó cho sanh làm như người đó. Đa đúng rồi đó, người nó mất trí, người lạc đúng rồi, người mất trí cũng vậy luôn, cũng là người lạc luôn. Sanh làm người là bà bị từ trong bụng mẹ và bị là người lạc hết, là người lạc của nhân hết. Chỉ trừ trường hợp mà vẫn bình thường nha, ví dụ như người đó sanh ra bình thường, tục sinh một bình thường bằng không phải là tâm quan sát thật xả quả thiện của nhân này, anh không phải là người lạc của nhân, là người nhị nhân hoặc là người tam nhân á, nhưng mà bị tai nạn chẳng hạn như mẹ bị té cấn bầu làm cho con nó bị tật nguyền, bị gãy tay gãy chân, thì cái đó không phải, cái đó không phải là người lạc của nhân, cái đó là bị tai nạn sao thôi. Không phải đâu, cái này không phải đâu, không phải là do người cha đâu, cái này là do cái nghiệp lực của trong quá khứ nó cho, chứ không phải người cha đâu. Nghiệp lực trong đời sống trước nó đưa đẩy cho. Thì khi mà người tục sinh ra mà tự nhiên mà sanh ra đó, cái sát na đầu tiên, cái tâm tục sinh đó, nó sanh ra trong đó nó đã có cái chủng tử là bị như vậy rồi, thì càng ngày nó càng lớn 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 lên thì nó sẽ có những cái hình là hình tướng, cái sắc diện sắc tướng đó, nó sẽ giống nhau, nó hoặc là có những cái sắc tướng bất bình thường, không có bình thường như người bình thường. Còn những trường hợp mà bình thường cũng sanh ra là người bình thường nhưng mà nửa đường á, những ai bị tai nạn gì đó, bị cha mẹ mẹ bị té hay là mẹ uống rượu vô nhiều quá con nó bị khùng, thì cái đó là không phải, cái đó là tại do cái nghiệp trong trong quá khứ nó xen vô nó phá làm cho đứa bé nó bị vậy. Chứ người đó không phải là người lạc vô nhân. Đó là chúng ta thấy là người lạc vô nhân là cái tâm tục sinh của nó là mình đang học về phần tục sinh ha, thì cái tâm tục sinh nó là cái tâm này, là cái tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Nếu tục sinh bằng cái tâm này á, mới được gọi là người lạc vô nhân, bởi vì cái tâm nó thuộc về tâm quả mà, tâm quả thiện vô nhân mà, nó không có nhân, sanh là người lạc vô nhân thuộc về quả thiện. Cho nên đó là chúng ta phải biết rõ ràng vậy, còn sau đó thì không phải. Cho nên người lạc vô nhân sanh ra là bị khiếm khuyết nhiều thứ rồi. Xong ha, nắm được không? Alo.
tám đường người lặng vô nhân chưa? Thành ra khi mình làm phước thì mình nguyện, nhất là người nữ nguyện đừng có sanh ra những đứa con bị vậy cũng tội nó lắm. À, nó vừa khổ cha, vừa khổ mẹ, vừa khổ cho chính bản thân đó. Nó sanh ra thiếu phước, không đủ phước. À, nó bị người đời nó sẽ nhìn khác, nó cũng tội nghiệp. À, thành ra mình cũng nguyện do phước báo nào đó mình nguyện đừng bây giờ có những cái trường hợp đó để tránh đi sự khổ cho cả một gia đình luôn. Rồi tới số 2 là chúng ta học về người nhị nhân. Đấy, người lạc vô nhân tới người nhị nhân, tức là người này tục sinh chỉ có hai nhân thôi. À, nhân thiện thì nó có ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. À, nhưng mà nó tục sinh hai nhân thôi, à, là không có sở hữu trí tuệ đồng sanh chung. À, đó là người nhị nhân. Về tâm thì là bốn tâm đại quả thiện ly trí dục giới. Người nhị nhân tục sinh là bốn tâm tâm quả thiện ly trí dục giới đó. Đó là tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thiện thủy ly trí hữu trợ, hoặc là tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. À, nên nhớ này là bốn cái tâm quả, bốn cái tâm thuộc về tâm đại quả ly trí, tức là không có trí tuệ mà là những cái tâm thuộc về dục giới, tâm quả dục giới mình học rồi không, thì tâm quả dục giới này là do kết quả thành tựu tâm thiện dục giới nên cho quả này. Thì khi một người tục sinh bằng bốn cái tâm đại trí dục giới là bằng một trong bốn cái này đó thì sanh ra làm người nhị nhân, tức là người này không có cái nền tảng trí tuệ, không trong cái sát na tâm đầu tiên tục sinh nó không có cái nền tảng trí tuệ, tức là không có trí tuệ đồng sanh chung, không có tâm sở tự quyền đó, nó rõ là tâm sở tự quyền mình học ra thì nó chỉ có tâm sở vô tham vô sân đồng sanh chung thôi, tâm sở tự quyền không có, thành ra cho nên người này là người không có căn bản nền tảng về cái tâm có trí tuệ. À, cho nên người này tu không thể nào chứng đắc được thiền định là một, không thể nào chứng đắc được đạo quả là hai. À, cho nên được gọi là người nhị nhân, khó mà thành tựu được những cái chuyện mà, cao siêu, khó thành tựu được trí tuệ. Có thể người này cũng có thể học được bình thường như mọi người bình thường. À, giống như chẳng hạn như mình, mình học cũng bình thường, nhưng mà cũng có thể là mình là người dị nhân luôn, đâu có biết được, cái chuyện này cũng khó biết được. À, cho nên bốn cái tâm đại quả ly trí dục giới này nó làm phận sự tục sinh ra làm thành người dị nhân, tức là người là chỉ có hai nhân vô tham vô sân. À, được gọi là người dị nhân. Khi mà mình là giờ mình là nếu mình là người dị nhân bây giờ mình cố gắng mình tu, mình hành thiện tạo phước, mình nhớ luôn luôn phải có yoniso manasikara, tức là khéo léo tác ý, làm việc phước là phải có trí tuệ, có sự hiểu biết đúng đắn, biết rõ nhân quả, biết rõ mình đang làm những gì, có sự sáng suốt như vậy thì lúc đó trí tuệ nó đi kèm theo. À, trí tuệ nó đi kèm chung với cái tư tưởng của mình, có được cái nhân trí tuệ đó. À, khi có nhân trí tuệ đó mà nó tục sinh trở lại, mình thì mình tử mình tục sinh trở lại bằng cái tâm mà nó quả mà nó có trí tuệ thì chúng ta sẽ tục sinh làm người tam nhân chứ không là người nhị nhân nữa. À, cho nên người nhị nhân tức là do bị kém thiếu cái về cái phước trí. À, cho nên khi mà cho quả tục sinh thì chỉ là người nhị nhân mà thôi chứ không thể là người tam nhân được. À, là cái hạng người thứ hai mà học ha. Rồi tới thứ ba là người tam nhân nhưng mà không có thiền, tức là người bình thường, tức là người tục sinh là người tam nhân không phải là người có chứng đắc gì thiền định, là người tam nhân vô thiền. À, thì người tam nhân vô thiền này á thì chúng ta có là tâm là bốn cái tâm đại quả hợp trí dục giới. À, tục sinh bằng bốn tâm đại quả thiện thọ hỷ hợp trí dục, bốn tâm đại quả hợp trí dục giới, tức là tâm thiện tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tức là bốn tâm đại quả này, một trong bốn tâm này làm công tác tục sinh để trở thành sanh lại làm người được gọi là người tam nhân nhưng mà không có thiền, bởi vì tâm này thuộc về tâm quả thiện, thuộc về những cái tâm mà không phải là tâm thiền, cho nên sanh là làm người tam nhân mà không có thiền, là người tam nhân vô thiền. À, cho nên khi chúng ta sanh lại làm người, nếu mình làm người tam nhân mình bình thường mình giờ chót cái mình tử mình tục sinh lại với cái tâm đầy đủ tâm quả mà làm việc tục sinh đó, với đầy đủ ba nhân á, vô tham vô sân vô si, thì mình sanh ra là mình là người nền tảng có được cái trí tuệ,
người thông minh sáng suốt, người có những cái đặc thù riêng, học cái gì cũng dễ, mau thấy mau tiến bộ, hành thiền cũng mau đắc, hành đạo cũng dễ thành tựu đạo quả. Đó là người tam nhân đã được cái phước đặc biệt như vậy. Vì do cái quá khứ họ làm việc thiện, họ có nhiều phước đức, họ nhiều cái phước trí, họ khéo tác ý, họ tạo nhiều cái phước trí, cho nên khi mà họ sanh bằng cái tâm đại quả này là hợp với là ba cái tỷ lệ, ba cái nhân vậy, vô tham, vô sân và vô si. Thì khi người nào tụng sinh bằng tâm quả hợp trí đầy đủ tam nhân thì được gọi là người tam nhân. Vô thiền tức là người tam nhân mà không có tính về thành thiền, là người đã sanh là thí dụ như là người bình thường chúng ta mà sanh lại là người tam nhân, hoặc là sanh lên làm những vị trời dục giới vậy đó, gọi những cõi trời dục giới đó thì đó là người tam nhân và vô thiên, hoặc là có người. Thì như vậy chúng ta có được người tam nhân vô thiên là tục sinh bằng bốn tâm đại quả thiện hợp trí dục giới. Boss lợi khi làm tới đâu boss lợi tới đó thì dễ thấy ha. Không, cái này không có đọc, không 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 có ghi, cái này giảng ra mà còn cái nãy á, cái bài hồi nãy ghi á, bài nãy ghi là bóp lại lại cho người ta biết mình đang giảng tới đâu ha. Đó tức là người tam nhân vô thiền, tục sinh bằng bốn tâm đại quả thiện, bốn tâm đại quả hợp trí dục giới đó. Tức là khi mà mình được tục sinh lại thì một trong bốn tâm đại quả này, đúng chưa, một trong bốn tâm đại quả này nó đi kèm với những cái tâm sở làm chánh dung đó ha. Thì nếu mà mình tục sinh bằng tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí thì mình sanh ra làm người vừa có trí tuệ mà vừa có được cái hỷ nữa, mà người này có cái tâm mà luôn luôn cái nền tảng của cái tâm mình là có sự vui vẻ, luôn luôn có sự hoan hỷ, người sanh ra là vui vẻ, dễ gần, dễ yêu, dễ mến. Thì những người tục sinh như vậy mình thấy có nhiều cái điểm đặc biệt hơn là người bình thường. Hoặc là những người tục sinh bằng tâm đại quả thiện mà thọ xả hợp trí thì cũng tục sinh bằng tam nhân, nhưng mà người này có thuộc về thọ xả, tức là tâm có vẻ yên hơn, yên bình hơn, người đầm thắm hơn, không có hỷ như là cái tâm thủy. Thì đó là người tam nhân vô thiền tục sinh bằng bốn tâm đại quả hợp trí dục giới. Đấy chưa? Rồi giờ boss tiếp cái phần người tam nhân hữu thiền, tức là có thiền, tức là người tục sinh, người tam nhân tục sinh hữu thiền á, thì là đây lấy tâm quả đáo đại. Chính tâm quả đáo đại là những tâm nào? Tâm quả thiện sắc giới, bốn tâm quả thiện vô sắc giới là chính tâm quả đáo đại. Năm tâm quả thiện sắc giới là quý vị nhớ không? Thiền, tâm quả thiện, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Thì khi mà được gọi là hữu thiền bởi vì những cái tâm này nếu một người có đắc thiền thì không thể được sinh bằng những tâm này, mà những người này phải đắc thiền. Tức là ví dụ như mình tu thiền thì thiền chỉ mình đắc được sơ thiền, đắc được sơ thiền. Trong kiếp sống này mà đắc được sự thiền cho tới giờ phút lâm chung mà mình không bị hoại thiền, tức là cái thiền của mình không bị hoại do bởi vì phạm giới đức thiền chẳng hạn, mình không có bị hoại thiền, thì giờ phút lâm chung mình tử xong mình tục sinh trở lại bằng tâm quả sơ thiền sắc giới, tục sinh lên cõi phạm thiên là sơ thiền. Bây giờ nắm được này không? Cho nên được gọi là người tam nhân hữu thiền, tức là bằng những tâm quả sắc giới là có đầy đủ tam nhân ha, vô tham vô sân vô si đầy đủ, mà phải là người chứng đắc thiền. Bây giờ mình đắc sơ thiền thì giờ phút gần sống cho tới khi mà trước khi cận tử mà mình không có bị phạm giới, không có bị đức giới, không có bị hoại thiền đó, thì khi chết mới tục sinh bằng cái tâm quả sắc giới này, tâm quả sơ thiền sắc giới sanh làm vị phạm thiên sơ thiền, hoặc là tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền, tâm quả ngũ thiền. Thì những cái tâm quả này là phải là người đã đắc thiền ngay trong kiếp sống này rồi chết mới sanh trở về, sanh bằng cái tâm quả này để sanh về những cái cõi phạm thiên sắc giới, tùy theo theo từng tầng thiền của nó.
À, còn nếu trong kiếp sống này mà không có đắc thiền thì không thể sanh lên những cái cõi này. À, cho nên người tam nhân ngũ thiền là đặc biệt là cái chỗ đó là phải là người đắc thiền, đắc sơ thiền hoặc đắc nhị thiền, đắc tam thiền, đắc tứ thiền, đắc ngũ thiền. Nếu không, nếu mà đắc năm cái này mà không bị hoại thiền thì chắc chắn được sanh về phạm thiên sắc giới, hoặc là đắc những cái thiền về vô sắc giới. Bốn cái tâm quả thiền, quả vô sắc giới là cũng thuộc về ngũ ngũ thiền luôn nha, mình xét vào ngũ thiền. Bốn tâm quả sắc giới: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Bốn cái tâm quả này á, nếu mà trong cái đời sống hiện tại á, mà tu đắc bốn cái thiền này, bốn cái thiền không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, đắc được bốn thiền này sau khi chết tục sinh lại là bốn cái tâm quả của cái vô sắc giới này, nó sẽ làm công việc tục sinh, sanh về cõi phạm thiên vô sắc. À, nó tương ứng với nhau tùy theo, như là tâm quả không nguyên xứ thì tục sinh về cõi không nguyên xứ, thức vô nguyên xứ thì về cõi thức nguyên xứ, vô sở xứ sanh về cõi vô sở xứ, phi tưởng phi tưởng xứ sanh về cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Thì như vậy, tâm của người tam nhân hữu thiền thì có chín là năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả sắc giới vô sắc giới, sanh làm công việc tục sinh ở các cõi trời phạm thiên và phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới. Thì qua vấn đề này chúng ta thấy rằng có cõi trời rõ ràng chứ không phải là không có, không phải là chỉ nói suông, mà chúng ta thấy rằng do sự tu tập thiền và làm nhân mà cho kết quả. Chúng ta sẽ chính những cái tâm quả này nó tạo cho sanh về những cái nơi mà tương ưng thích hợp với nó. Cho nên đây là người tam nhân hữu thiền thì sanh về những cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Rồi như vậy là chúng ta thấy rằng mình có được ba bốn cái cách để chúng ta trình bày. Thứ nhất là người lạc vô nhân, là thuộc về thì cả cõi vui á, thì mình có người lạc vô nhân, vô thiền, người tam nhân hữu thiền, tập sinh vào những cái cảnh giới vui từ cái thấp nhất cho đến đến cái cao nhất là cũng cõi vô sắc giới. Trở lại chúng ta nhắc lại là người lạc vô nhân thì tục sinh làm người nhưng mà không đầy đủ, bị khiếm khuyết. Người dị nhân thì cũng đầy đủ nhưng mà thiếu trí tuệ. Người tam nhân không có thiền thì cũng đầy đủ, có đầy đủ tam nhân. Người tam nhân hữu thiền thì cũng có đầy đủ tam nhân, và phải có thiền mới sanh về những cõi đó. Thì như vậy là chúng ta học được cái phần về tục sinh, sự tục sinh, đúng chưa? Học đầy đủ, học tục sinh chưa? Xong rồi ha. Rồi một phần nữa là số 2 là sự hộ kiếp, có bằng gác. Số 2 là sự hộ kiếp. Sự hộ kiếp này cũng vậy ha, sự hộ kiếp này thì không có gì hết, mà ghi gì ha. Sự hộ kiếp: những tâm làm việc hộ kiếp, những tâm làm việc hộ kiếp cũng có 19 thứ. Và ghi ra những tâm làm việc hộ kiếp cũng có 19 thứ tâm. Những tâm làm hộ kiếp cũng có 19 thứ tâm. Và bắt cảnh cũng giống như tâm tục sinh. Và bắt cảnh cũng giống như tâm tục sinh. Và bắt cảnh cũng giống như tâm tục sinh, chỉ khác là nói liền sau tâm tục sinh. Chỉ khác là nói liền sau tâm tục sinh. Rồi đó là cái sự phận sự làm việc hộ kiếp. Mình được hay nói hộ kiếp là phá quan gá rồi đó ha. Sự hộ kiếp là hộ trì, kiếp là kiếp sống, tức là cái tâm nó làm cái phận sự duy trì kiếp sống, bảo vệ kiếp sống, gìn giữ kiếp sống cho nó được tồn tại cho đến khi trước khi tử, thì gọi là sự hộ kiếp. Thì những cái tâm này á, những cái tâm mà làm việc này á, nó cũng giống như cái tâm tục sinh á, nó là những cái chính, nó là tâm tục sinh, tức là 10 thứ chín thứ tâm đó.
nó giống như tâm tục sinh, chỉ khác là nó nói sao tâm tục sinh thôi, mà nó cũng là tâm đó. Ví dụ như mình tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả, quả thiện hay quả bất thiện gì đó, thì những cái tâm đó nó cũng khi nó làm việc tục sinh xong, nó phận sự nó làm đó xong rồi nhảy qua nó làm phận sự là gìn giữ kiếp sống. Nó cũng giống như mình giờ, ví dụ như giờ chúng tôi ngồi đây dạy trên trên room này, chúng tôi là ông thầy dạy, nhưng mà khi chúng tôi đi ra ngoài gặp bạn bè thì nó là khác, trở thành người khác, là bạn thôi chứ không có là thầy. Thì cũng vậy, cái tâm tục sinh nó làm việc tục sinh, nhưng mà sau khi tục làm việc tục sinh xong nó làm qua phận sự khác là hộ kiếp, là gìn giữ kiếp sống, bảo vệ kiếp sống, gìn giữ kiếp sống tồn tại cho đến khi thì cuối cùng ha, thì được gọi là hộ kiếp. Thì nó có 19 thứ tâm mình đã học ngày nãy, về những cái tâm tục sinh đó, là có 19 thứ, nó cũng bắt cảnh giống như vậy ha, thì hình vậy luôn. Nó chỉ có khác là khi sát na tâm tục sinh sanh lên xong diệt xuống là sanh lên tiếp là được gọi là hộ kiếp, cũng là cái tâm đó làm việc hộ kiếp kéo dài là sống vậy đó. Thì như vậy là sự hộ kiếp, hộ kiếp cho hậu nha, hộ kiếp hộ trì á. Đúng rồi, sự hộ kiếp vì dính tâm làm gì hộ kiếp, cũng giống như mình coi là cái phần tâm tục sinh là biết ha, tức là hai tâm quan sát, tám tâm quả, dục giới tịnh, dục giới tịnh hảo ha, rồi chín tâm quả đáo đại, đó là những cái tâm làm việc tục sinh ha. Đúng rồi, đó là cái sự, cái phần sự thứ hai là chúng ta học là sự hộ kiếp là phải quan giác. Khi mình nói là hậu kiếp mình phải biết nó cũng là loại thứ tâm như tâm tục sinh thôi, chỉ khác cái nhiệm vụ, khác cái phận sự làm việc. Đó là cái sự hậu kiếp. Lặp lại là hậu kiếp là những tâm làm phận sự giống như tâm, nó là tâm tục sinh, chính như tâm tục sinh nó làm phận sự là hậu kiếp. Mà tâm tục sinh thì có 19 thứ, thì tâm hậu kiếp nó cũng có 19 thứ, nó tùy theo cảnh giới tục sinh. Ví dụ sanh làm người lạc thì thuộc về tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, thì sau khi đó nó cũng làm phận sự tục sinh, họ làm sự hộ kiếp. Nếu là người khổ là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, nếu là người dị nhân thì tâm đại quả ly trí, người tam nhân thì tâm đại quả hợp trí, người tam nhân có thiền là chính tâm quả đó đại. Thì những cái tâm này nó làm phận sự tục sinh và nó làm luôn cả phận sự hộ kiếp, hộ trì kiếp sống, thì được gọi là hộ kiếp. Rồi, vậy chúng ta học tới đây là thấy cũng vừa phải lẽ không? Quý vị có hiểu được không? Nắm được không? Dễ ha. Được hai sự, đó là sự tục sinh và sự hộ kiếp. Và kỳ tới chúng ta sẽ học tiếp thêm được nhiều hay nhiều ha. Và dễ mà. Rồi, ok. Hôm nay vậy là vừa phải lẽ. Do phước báo mà chúng ta học hôm nay, nguyện cầu cho tất cả phương thức năm pháp sống lâu sắc đẹp vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nha cả thầy. Nam mô Bích Thà nhé. Xin mời cô Như Quỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn Quỳnh Kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay cho đạo.